được sự ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải đại diện Việt Nam tham dự lễ khai mạc trực tuyến Hội chợ nhập khẩu quốc tế Trung Quốc lần thứ 3 CIIE 2020 vừa mới diễn ra tại thành phố Thượng Hải, Trung Quốc. Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, hội chợ được tổ chức theo hình thức kết hợp trực tuyến và trực tiếp. Thực hiện nhiệm vụ của Chính phủ giao nhằm mục tiêu tăng cường quảng bá hình ảnh thương hiệu, sản phẩm và xuất khẩu các mặt hàng có thế mạnh của Việt Nam sang thị trường Trung Quốc. Thông qua kênh xúc tiến thương mại này, Bộ Công Thương đã giao Cục Xúc tiến Thương mại chủ trì tổ chức trên 100 doanh nghiệp Việt Nam tham gia hội chợ CIIE 2020 theo hình thức trực tuyến, tập trung vào ngành hàng nông thủy sản và thực phẩm chế biến. Ngoài ra, nhằm đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp Việt Nam trong hoạt động xuất khẩu và tìm kiếm nguồn nguyên liệu trong hoạt động sản xuất trong bối cảnh ảnh hưởng của dịch COVID-19, Cục Xúc tiến Thương mại Bộ Công Thương phối hợp với Ban Tổ chức Trung Quốc để hỗ trợ các doanh nghiệp tham dự các hoạt động hội nghị kết nối giao thương trực tuyến được tổ chức trong khuôn khổ hội chợ CIIE 2020. Theo thống kê của Tổng cục Hải quan Việt Nam, trong 9 tháng đầu năm 2020, kim ngạch thương mại Việt Nam với Trung Quốc vẫn đạt tăng trưởng dương 90,12 tỷ đô la Mỹ, tăng 7,79%, trong đó xuất khẩu đạt 32,5 tỷ đô la Mỹ, tăng 15,12%, nhập khẩu đạt 57,6 tỷ đô la Mỹ, tăng 4,08%. Nhập siêu của Việt Nam từ Trung Quốc ở mức 25 tỷ đô la Mỹ, giảm 7,48% so với năm 2019. Quan hệ kinh tế thương mại giữa Việt Nam và Trung Quốc trong những năm gần đây tiếp tục tăng trưởng ổn định và mạnh mẽ. Kim ngạch thương mại hai chiều trong 5 năm gần đây đạt trung bình trên 20% một năm.